Hôm nay kênh Bất Động Sản ACB Land sẽ giới thiệu cho các bạn một lô đất tọa lạc tại mặt tiền tại khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, được mọi người hay gọi là khu Sadeco Vivo City, quận 7 nhé các bạn. Bất động sản giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất là 250m², trong đó chiều ngang lô đất là 12,5m và chiều dài là 20m. Hướng lô đất có hướng nhìn về hướng nam. Đường trước vị trí đang giao bán có chiều rộng 20m, tiếp giáp với trung tâm thương mại Vivo City, quận 7. Bất động sản giao bán có pháp lý sổ hồng đầy đủ. Giá đang được chào bán là 37,5 tỷ đồng, tạm tính là 150 triệu đồng cho 1m². Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin bất động sản đang giao bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn thêm thông tin. Giá chào bán trong thời gian tới có thể biến động tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào tình hình biến động của thị trường bất động sản. Mình sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp với giá thị trường trong phần mô tả của video này, hoặc sẽ điều chỉnh lại trên tiêu đề hoặc hình thumbnail cho phù hợp với thị trường tại từng thời điểm giao bán nhé các bạn. Trên màn hình chúng ta đang xem là cổng sau của khu trung tâm thương mại Vivo City, quận 7, tiếp giáp với khu nhà ở nghỉ ngơi giải trí phường Tân Phong, quận 7, gọi tắt là khu Sadeco Vivo City, quận 7. Khu nhà ở nghỉ ngơi giải trí phường Tân Phong được đầu tư như một trong những dự án tiêu biểu của công ty Sadeco. Các ngôi biệt thự, nhà phố được thiết kế hiện đại, sinh động, sáng tạo, cùng với khu công viên cảnh quan và những điểm thể dục thể thao ngoài trời đủ tiêu chuẩn, sẽ hình thành trong thời gian sắp tới cho xứng tầm vị thế mà dự án này đang sở hữu. Cộng hưởng ưu thế kết nối với quần thể tiện ích lân cận, khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí Tân Phong không chỉ mang đến cho khách hàng nơi an cư lý tưởng, sầm uất, tiện nghi mà còn là tài sản bất động sản có giá trị gia tăng bền vững. Quy mô dự án có diện tích 15,1 ha, bao gồm 193 nền biệt thự, 140 nền nhà liên kề, tiện ích nội, ngoại khu, đối diện một trong những khu trung tâm thương mại quy mô lớn nhất tại khu vực phía nam thành phố. Trung tâm thương mại Vivo City liên kề với nhiều tiện ích sang trọng hiện đại ngay trung tâm quận 7 như trường đại học Remit, trung tâm thương mại Crescent Man, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tâm Đức. Trên màn hình chúng ta đang xem là hướng nhìn trực diện về khu trung tâm thương mại Vivo City, quận 7. Đường trước lô đất rộng 20m, xe ô tô lưu thông thông thoáng. Từ đây bạn chỉ mất từ 5 phút là kết nối với mọi điểm đến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Từ vị trí lô đất cách trung tâm quận 1 khoảng 7km thôi nhé các bạn, và bạn chỉ mất từ 10 phút di chuyển xe là đến trung tâm quận 1. Một nơi an cư lý tưởng và rất nhiều tiện ích xung quanh liền kề vị trí bất động sản đang giao bán. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin bất động sản đang giao bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được biết thêm thông tin. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và bấm đăng ký kênh để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé các bạn.